xin hỏi nghe con. Hả? Trời ơi. Đang làm cái gì vậy Vịnh Hưng Kim? Đang nhốt chim và kiếm lửa. À, sao bên trong nhà cũng cửa. Mùa dịch này ghê quá mọi người ơi, ai á có đốt lon lòn hết thì để thôi. Còn la chơi ở màu cam. Thật là mùa dịch này thật là quái lắm mẹ ơi, đốt lon lòn hết đi nghe mọi người, để thôi có con Covid nó vô he chăn cửa mình ông nội cha tao mà chơi chữa quan đó ông nội ơi. Tào lao à. Hay vậy là Covid vô mà có luôn. Chứ ông hàng sớm kìa, tào lao không? Đỉnh khủng quá. Thật là quái đồn. Cô Kim chụm cái lò này từ 4 giờ chiều tới giờ mà. Kệ, đỡ tuấn ga đang khoảng chết ở không làm gì. Sắp có lửa rồi đó. Giờ đây là 7 rưỡi này, cô Kim chụm được cái lò này 3 tiếng rưỡi rồi, nó sắp lên này nè. Kệ nhắm, để lông nằm chính giữa đó rồi cái đầu nó cháy rồi có mùi khét đó. Y gan như là hơi lông chuột vậy đó. Gán chịu cái mùa này quá trời rồi, mọi người gán nha, cái chuyện ông hàng xóm đủ cái nở hoa. Giờ cái tay lên mặt gì? Gì nè? Ông hàng xóm không đủ cái, bây giờ nhỏ kia có bầu rồi. À, nhỏ nào? Nhỏ ở khúc ngoài kia kìa. Rồi ở trong đây nhỏ này mới có tửa. Mày. Ông đủ hay lắm mày ơi. Ta tính đi kìa cho ông đủ quậy nó tàu lao không? Ông bắt mặt đủ. Ông bắt mặt mà nhỏ đó. Cái lò tiết nghiệm luôn đó. Bác hay. Mùa này ghê cũng chết luôn. Mùa này mình nè. Cái này nồi sông này nè, xả chứ gừng. Rồi lò nằm chính giữa đẩy ngựa ra. Xong tới sáng nha. Rồi mùi ra mùi đó là Covid nó chạy ông nội ta cổng đuôi luôn. Ủa Covid có đuôi hả? Hãy gán chịu đựng mùa này đi mọi người phải dùng hãy lên nha mọi người, cho qua cơn gió độc này đi. Tôi ở đây tôi cũng đưa hãy chim là cho qua gió độc mùa này, mà người nào không hãy là người đó ngu. Còn sợ quá thì đem ra cho cò mổ cho lũng nhiều lòn cái lỗ á, cho nó tỉnh lùi lại là mấy con quỷ nó đi hết trơn. Vậy đâu chặt chắc là bà đâu mà kia mà không có sáng. Tự nhiên thỏ cái đâu liếc mày vậy. Đừng cái chọt cái mu của bà nội nghe ông, cái ông kêu chạy là ông hốt à. Đừng có thọt bà nội nữa nghe. Ông hốt hàng bà nội đó. Tào lao. Mùa này ha bà nội này sung lắm. Tào lao hà. Để kìa cái này đi đâu vậy? Vũ cái ông lại đủ hoài gì. Nó này thiệt là căng thẳng chứ. Mùa này sung lắm. Nghe đen đừng thọt bà nội giết ha. Thọt giết mà mấy ông kia lại đủ bà nội hoài đó. Rồi ai đâu chịu. Ủa cái này đủ mẹ đủ giết mà ông nội mày không lên ông giờ ông câu thôi. Wow không biết cho nó mày mà đủ giết mà lồn nở hoa nữa. Đen ơi đừng thọt mua lồn bà nội một cái nghe, giết không còn sọc nào đi. Vậy con đừng thọt nữa. Hả? Vậy? Đó, chị thằng trái nha mọi người, lông lòn của tôi hay lắm. Để vô trái liền vậy.
vô đây không khó. Đi vô liền để hôi. Đi vô con, đi vô đây hồi khói. Mùa này gió mùa lò muốn chết luôn, mỏi chạy ra là nó hứng mùa mùa gió độc. Ôi là gió con gió. Chị ơi. Tụi phải à. Đi, đi, đi. Trời ơi, lòng của ta để đầu ra ngoài gì gì nhảy dựng quá. Lên đứng quá. Tụi. Mùa này tính nước. Nhỏ cái này. Mày nhỏ ơi. Tối ngày nó nhắc dồn mà nhỏ nó cho ra con ngoài nè. Cái gái nữa. Ủa. Ê vậy. Dồn mà nhỏ có mùi rồi, nhái rồi. Nhái dữ lắm mà. Rồi, đi sang gì được nè. Cho tới lấy nhậu ngoài, nhít nhậu nhậu ngoài. Thôi, định nhéo. Ủa. Nhòm ta không bao giờ ngu không? Đừng ghen, đừng cho bà nội nó ngọng nữa. Đi chỗ khác đi dòm mà nhỏ nó ngọng tới bến luôn. Đừng ghen, dòm mà nhỏ chạy nhốn mất thiên rồi. Mấy đạo chết quá. Lấy nữa chỗ nào không à. Nhưng cũng nhu nữa. Ở mà đi đi ấy Covid mà cái lồn nhỏ kia sợ tinh trùng quá. Bó tài. Lu má nó tinh trùng quá mà nó thọt cái mu à mày. Má giờ mà nhỏ không có tinh trùng mà má không chịu á. Nhà ơi. Nhà ơi, dồn hồi dồi không. Đi. Tụi má nó dồn ra nó dồn. Vậy. Cái này nó đi. Ăn cơm không? Ăn con cá. Cái gì? Ăn sao nội đói mà muốn ngon, tao đang có bụng. Cái gói mày cái bụng đói. Cái gói mà mày ăn hồi con đái quần nè. Trời ơi, không ngon không bị được. Chỗ này chỗ hướng dẫn trong linh của mày. Chị má nó có bài, có quẻ, có cái sao đây. Đủ mẹ, đủ giết mở đầu chị quậy nè. Đứng chị con cho cháu gió, chị lộ lòng vô cái khác thôi. Mỗi này lại không có buồn. Tự nhiên nội chăng trò hỏ chứ nha. Hả? Ờ, nhỏ không mất nó trò tàu. Đen, con hình nó hổ mất chứ, nghe. Con làm cái này gì mà nói sao này cho chú bớt chú hả con? Ừ. Ừ. Đó giờ cho nó bớt nhìn tử.
hết trơn nè. Xong nha. Má mày mà dội mày đó. Không đâu. Chẳng đi. Nó cãi lệnh vua là lệnh trời. Nướng khô để lên, nướng khô để lên. Không ai dám. Nướng khô. Nướng nhộn nhái nè. Ô hả?